Công an quận Cầu Giấy đang tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Khương, sinh năm 1989, trú tại Xuân Châu, Xuân Trường, Nam Định, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Theo tài liệu điều tra, ngày 6 tháng 3, Khương thực hiện hành vi trộm cắp xe máy tại ngách 14 ngõ 20 Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy. Sau đó về khu đô thị Sa La, quận Hà Đông, thuê nhà nghỉ chờ hôm sau mang xe đi tiêu thụ. Đến 22 giờ đêm cùng ngày, Công an phường Phú La, quận Hà Đông kiểm tra hành chính nhà nghỉ đã phát hiện và thu giữ của Khương một tay công, hai đầu vam phá khóa. Đấu tranh tại chỗ, Khương khai nhận vừa thực hiện vụ trộm.